Chào quý vị và các bạn. Tưởng rằng hôm nay Vân Anh sẽ có tin vui, tin lành, tin tốt đẹp để gửi đến quý vị và các bạn. Nhưng thật sự Vân Anh không vui trong lòng về những chuyện đáng tiếc vừa xảy ra ở San Diego, nơi Vân Anh và bạn bè đang cư ngụ. Sáng hôm qua, ngày 25 tháng 3 năm 2020, Vân Anh nhận được nhiều phone text và đọc được nhiều lời nhắn cho nhau trên mạng xã hội Facebook là đừng đi chợ Lucky Seafood ở Mira Mesa, San Diego vì có nhân viên trong chợ bị nhiễm coronavirus. Phản ứng đầu tiên là cũng hơi giật mình và nghĩ rằng thôi chết, vậy là những người làm trong đó và những khách đi chợ Lucky có bị ảnh hưởng không? Phản ứng thứ nhì của người làm truyền thông là làm sao mình kiểm chứng nguồn tin này đây? Chưa kịp cầm phone gọi cho bà chủ để hỏi đầu đuôi, thì Vân Anh nhận được hàng loạt text điện thoại người quen đang cuống cuồng lên vì đây là một trong những ngôi chợ lớn nhất San Diego và đông khách nhất. Và có lẽ hơn 50% gia đình người Việt ở San Diego đã ghé qua ngôi chợ này trong một vài tuần qua. Vân Anh có liên lạc với văn phòng cảnh sát San Diego và được tiếp chuyện với sĩ quan cảnh sát Lem Sinsanoi có trách nhiệm phục vụ cộng đồng đa văn hóa ở San Diego để thứ nhất, kiểm chứng tin chợ Lucky Seafood có nhân viên bị nhiễm coronavirus hay không. Thứ hai, nếu có, tại sao Health Department, tức là cơ quan y tế, vẫn cho họ tiếp tục mở cửa. Và thứ ba, nếu là tin đồn thất thiệt và ác ý, thì sở cảnh sát có biện pháp gì và lời khuyến cáo gì để việc này không xảy ra nữa? Mời quý vị theo dõi đoạn video sau đây nhé. Đây là video do chính nhân viên ở sở cảnh sát quay bằng iPhone gửi cho Vân Anh. Vì quá gấp rút, Vân Anh xin phép để nguyên video tiếng Anh cho mọi người xem và sẽ đọc lại lời dịch thuật thay vì làm subtitle bằng tiếng Việt. Hello everyone, my name is Lem Sanson. I'm a sergeant with the San Diego Police Department, currently assigned to the San Diego Police Multicultural Community Relations Office. I know with the tough times that we are seeing, I just want to provide a video to talk to everybody about what's going on. The one concern that we're having is that I know the community is worried about crime targeting Asians in the community. I just want to reassure everybody that we do not have any documented cases of hate crimes targeting Asian communities in the city. But if you know anybody who's been a victim, or if you were a victim, I encourage you to please call and report it. Our non-emergency number for the San Diego Police Department is 619-531-2000. At the storefront, we are open Monday through Friday, normal from 8 in the morning to 4 p.m. We are only handling phone-related calls. So if you need any type of assistance or need to make a report, please call 619-531-1590. The other issue that I would like to address is that I know we are getting information on social media, we're getting information via family member and texts that are all rumors or speculations. One of the recent rumors spoke about a certain supermarket where they had an employee test positive for the coronavirus. This impacted the business owner. It's a mom and it's a small family-owned business, and it impacted their business because the community was worried that they would be infected. That's not the case. If you're concerned with any type of infections or what's going on, you can call the police department, call our office, or contact the city of San Diego to confirm these rumors. The problem is when we have these rumors, it runs a lot of fear in the community, and that's what we don't want. We don't want people to be afraid, and we don't want businesses to be impacted. At the end of my conversation, I will provide a link with additional resources, phone numbers, that you can contact and get the adequate help that you need. Other than that, stay safe, take care of yourself, take care of everybody, and call us if you need us. Thank you. Sau đây là lời dịch bằng tiếng Việt. Chào các bạn, tôi là Lem Sinsanoi, trung sĩ cảnh sát của San Diego. Hiện tôi được bổ nhiệm làm việc với văn phòng cảnh sát phục vụ cho cộng đồng đa văn hóa ở San Diego. Tôi biết trong lúc này chúng ta đang gặp khó khăn.
Tôi muốn dùng video này để nói chuyện với các bạn. Tôi biết các bạn đang lo sợ về những hành động kỳ thị nhắm vào người Á Đông. Tôi muốn trấn an tất cả là hiện nay chúng tôi không có một trường hợp nào được liệt kê là hate crime, tức là tội ác vì thù ghét người Á Đông ở quận San Diego. Nếu các bạn biết ai là nạn nhân hay chính bạn là nạn nhân, xin gọi và báo cáo cho chúng tôi. Số điện thoại của Sở Cảnh sát là 619-531-2000 trong trường hợp không khẩn cấp. Văn phòng làm việc mở cửa từ thứ Hai cho đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Chúng tôi nhận báo cáo qua điện thoại nên quý vị cần hướng dẫn hay giúp đỡ để báo cáo có thể gọi trực tiếp 619-531-1590. Một vấn đề nữa mà tôi muốn nêu ra là chúng ta nhận được nhiều thông tin qua mạng xã hội, qua tin nhắn, qua những người trong gia đình nhiều tin đồn thất thiệt. Một trong những tin đồn đó là có một chợ có nhân viên bị dương tính coronavirus. Việc làm này đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của chợ này. Họ là một tiểu thương do gia đình làm chủ. Rất nhiều người trong cộng đồng đã lo lắng vì sợ mình sẽ bị lây nhiễm. Điều này không đúng. Nếu bạn lo ngại vì những sự lây lan hay muốn biết chuyện gì xảy ra, bạn có thể gọi cho cảnh sát, gọi văn phòng chúng tôi hay liên lạc với City of San Diego để kiểm chứng nguồn tin. Vấn đề là những tin đồn này gây sự sợ hãi cho nhiều người trong cộng đồng và chúng ta cũng không muốn cho những cơ sở thương mại này bị thiệt hại. Phần cuối, tôi sẽ gửi cho mọi người một link với những thông tin số điện thoại để bạn có thể gọi và nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần. Sau hết, mong tất cả hãy giữ an toàn, bảo trọng cho chính mình và người thân. Nếu cần đến chúng tôi, xin hãy gọi cho chúng tôi. Một cú phone bất ngờ khác làm Vân Anh cảm thấy bất an vô cùng khi nhận được tin có người nhờ giúp kiếm nhà gấp vì nơi họ share phòng bị chủ nhà hoảng sợ, không cho ở trọ nữa. Lý do là bạn ấy đã đi mua sắm ở chợ Lucky ngày hôm qua. Thật không ngờ, chỉ vì một lời đồn ác ý của ai đó về chợ Lucky mà liên lụy cho cả bao nhiêu người. Một cô gái trẻ tên là Jenna Lane, quá bất bình cô liền vào chợ và phỏng vấn chủ chợ và post lên trang Facebook cá nhân của cô. Cô kết luận như sau: ở chợ này, điều duy nhất về corona mà tôi tìm thấy là corona beer. Hi guys, so there was a rumor in Mira Mesa about Lucky Seafood today, and I'm here, and that really upset me because I know everyone here, and it's a rumor, and it's definitely damaging the store, because if you look in here, usually it's really busy, so someone is definitely sabotaging the business. Mark my words, as of now, the only Corona you can find at Lucky Seafood Mira Mesa, right here. So come support them, because whoever spread that rumor is definitely hurting their business, guys. Please stop spreading fake news. Vân Anh nghĩ nhiều người cũng vì ý tốt, không muốn bạn bè, gia đình mình bị lây nhiễm, nên vội post lên Facebook hay gửi tin nhắn ngay sau khi đọc được tin đồn thất thiệt về chợ Lucky, chứ không có ý xấu. Vấn đề là làm sao truy lùng cho được người có ác ý tung tin này ra đầu tiên, và họ làm như thế với chủ đích gì? Vân Anh cũng xin dẫn chứng một vài trường hợp những cửa hàng hay công ty có nhân viên bị nhiễm coronavirus để quý vị và các bạn được hiểu rõ. Chắc quý vị và các bạn cũng biết loại chợ bán thực phẩm Trader Joe's hôm 25 tháng 3 đã có 3 tiệm ở New York và 1 tiệm ở New Jersey đã đóng cửa vì có nhân viên bị nhiễm COVID-19. Khi có ca nhiễm như trên, theo luật, thì chủ nhân hay manager phải thông báo ngay cho cơ quan chính quyền tại địa phương và tất cả các nhân viên phải tự cách ly để kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan phòng và chống bệnh dịch CDC. Trong thời gian các nhân viên không thể làm việc vì lý do tiệm đóng cửa, họ vẫn được trả lương.
Trader Joe's cũng đưa thông báo trên website là họ đóng cửa tiệm, lau chùi và làm vệ sinh cần thiết, sau đó sẽ đưa hàng hóa và mở cửa trở lại. Quý vị và các bạn, hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết để giúp nhau vượt qua cơn đại dịch này. Chúng ta phải cẩn trọng khi nhận được tin hay đọc tin trên các mạng xã hội. Đừng quá nhanh tay bấm nút share hay send. Suy nghĩ chín chắn xem những tin này có đáng tin cậy hay không, và nhất là dùng suy luận. Trong trường hợp chợ Lucky, nếu chúng ta dùng suy luận thì sẽ thấy điều này. Nếu thật sự ở đó có ai bị nhiễm coronavirus, mà giả dụ như chủ nhân họ giấu nhẹm đi, thì các nhân viên ở đó, vì sức khỏe và vì sự sinh tồn của họ và người thân, họ sẽ là người lên tiếng đầu tiên và sẽ báo cho thân nhân, bạn bè. Ngược lại, trong trường hợp này, tất cả những nhân viên đều đi làm bình thường và những nhân viên đứng quầy hàng vẫn tươi cười vui vẻ khi có khách bước vào trong 2-3 ngày qua. Và đó là từ một góc nhìn của Vân Anh hôm nay.